về thăm quê hương chúng tôi. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các quý bạn, tôi là Phùng Mạnh Đạt, Chủ tịch Ban Liên lạc Hội đồng Niên 1976 huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các quý bạn có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Lời chúc tốt đẹp nhất cho Hội Rồng 1976 huyện Việt Yên nói riêng, Hội Rồng 1976 của tỉnh Bắc Giang cùng các huyện nói chung, một lời chúc trân trọng và tốt đẹp nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đặng Văn Hợp, Chủ tịch Hội 1976 tỉnh Bắc Giang, kiêm Phó Chủ tịch Hội 1976 huyện Việt Yên. Lời đầu tiên, tôi xin chúc toàn thể Hội 1976 nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin chúc cho Hội 1976 huyện Việt Yên tổ chức buổi ra mắt thành công rực rỡ. Chúc cho các bạn trong hội luôn gắn bó, đoàn kết, xây dựng và phát triển. Và tôi mong muốn Hội 1976 luôn đoàn kết, gắn bó, xây dựng, làm được nhiều việc có ích cho xã hội. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn. Lời đầu tiên, tôi xin giới thiệu, tôi Nguyễn Tu Minh, Phó Chủ tịch Hội 1976 huyện Việt Yên. Tôi xin chúc Hội đồng Liên 1976 nói chung và Hội đồng Liên 1976 huyện Việt Yên nói riêng chương trình tổ chức sự kiện ra mắt thành công rực rỡ. Chúc các bạn luôn gắn bó, đoàn kết dưới mái nhà chung, trên sân chơi, Hội 1976 vui vẻ, đoàn kết, giúp đỡ xây dựng ngày một vững mạnh. Tôi xin chân thành cảm ơn. Bạn về thăm quê hương chúng tôi, Việt Yên đó vùng đất anh hùng, nơi đây những dải đồng bát ngát, những dãy núi vẫn sừng sững hiên ngang che chở.